Nên thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang có mặt tại dưới chân cầu Vẽ Cháy thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và đây, nên thưa quý bà con cô bác, đây là cái khu vực mà cái công viên hoa ở cầu Vẽ Cháy. Trước mặt chúng ta là cái khách sạn Windham. Đấy, rất là to, rất là đồ sộ. Đây là khách sạn Hạ Long vừa ra. Còn đằng kia là Bạch Đằng, và trước mặt chúng ta là cái cầu Vẽ Cháy, một cái cầu huyền thoại của Quảng Ninh. Bên cạnh cầu Vẽ Cháy có những cái câu chuyện mà rất là thú vị. Ở cái vòng quay kia thì quý bà con cô bác ở đấy là cái chỗ mà chúng ta lên lên cáp treo để đi từ bên Hòn Gai sang bên Vẽ Cháy, tức là sang phía Hạ Long Bay. Đấy, và đây là cái cầu Vẽ Cháy về đêm quý bà con cô bác. Mình thưa quý bà con cô bác, về đêm thì cầu Vẽ Cháy bật đèn lên khá là đẹp. Đấy là các bác đang còn tập yoga. Đây, buổi tối thì các bác hay ra đây tập thể dục dưỡng sinh. Nên thưa quý bà con, chúng ta đang đi sát về phía cầu Vẽ Cháy và chúng ta đi phía dưới chân cầu. Đấy. Đây là thực tế từ dưới chân cầu Vẽ Cháy nhìn lên. Và cầu Vẽ Cháy thì đâu đấy ở trên Google, quý bà con cô bác cũng có thể nghe một số câu chuyện mà rất là bí ẩn về cầu Vẽ Cháy. Đây, chúng ta đang đứng ở vị trí này là vị trí ngay dưới cầu Vẽ Cháy luôn rồi quý bà con ạ. Đây là cái trụ cầu Vẽ Cháy. Và chúng ta nếu mà đi thẳng theo con đường này là chúng ta lên Hòn Gai, đi sang phía Hòn Gai và lên cầu Vẽ Cháy đi sang Hòn Gai đấy. Nhưng mà Minh Toàn xin phép không đi đường này, bởi vì hôm nay Minh Toàn có cái việc ở bên Vẽ Cháy và cũng muốn quay những cái hình ảnh về Vẽ Cháy đêm để gửi đến quý bà con cô bác. Xin mời quý bà con cô bác hãy cùng Minh Toàn chúng ta đi khám phá Vẽ Cháy nhé. Đây là cái cầu Hạ Long về đêm. Đây sẽ nhìn phía dưới cầu luôn. Và nên thưa quý bà con cô bác, chúng ta đang lưu thông ở trên cái tuyến đường khá là sầm uất của Hạ Long. Và còn cô bác nhìn thấy về đêm thì các khách sạn bật điện lên nhìn rất là khang trang. Đây, các cái xe này là xe mà đưa các cái du khách về với khách sạn sau khi mà chúng ta đến Hạ Long, chúng ta đi chơi Hạ Long thì đưa du khách về với khách sạn.
Và đây là khách sạn, một trong những khách sạn khá lộng lẫy, khách sạn Vinhomes. Và trên tuyến đường này thì chắc quý bà con cô bác sẽ không cảm nhận được, nhưng mà mình toàn đi thì mình toàn thấy trên tuyến đường này có một số cái cây hoa sữa, mùi rất là thoang thoảng thôi chứ không hắc, rất là êm dịu quý bà con cô bác ạ. Đây là trước mặt chúng ta là cái phố gọi là phố cổ của Hạ Long. Phố cổ Hạ Long thì không phải là vì nó cổ mà là vì cách bố trí trưng bày của nó giống như một cái khu phố cổ ngày xưa thì người ta gọi là phố cổ thôi. Còn khu phố này nó mới có thôi chứ không phải là phố cổ. Đây, mình toàn xin phép đi vào phía trong một chút. Bà con của bác nhìn rõ hơn. Rồi, mến thưa quý bà con của bác, ta đang đi ngay phía trước của cái phố cổ luôn. Khu này là khu săn guốt của Hạ Long quý bà con. Phố này là phố ẩm thực của Hạ Long. Khi đến Hạ Long Bay thì chúng ta cũng có thể ghé qua những con phố này để chúng ta thưởng thức những cái món hải sản của Hạ Long. Và trước mặt chúng ta đây là cái điểm mà của cái cáp treo Hạ Long. Đấy, cáp treo Hạ Long đi từ bên Hòn Gai sang, và điểm dừng chân của cáp treo nó sẽ là đây. Và trong này là cái khu vui chơi được gọi là cái khu Hạ Long Bay. Đấy, khu Hạ Long Bay là phía đằng trước mặt chúng ta. Còn đây là cái điểm dừng chân của cái cáp treo. Hiện tại thì mình toàn không thấy cáp treo nào để dừng chân ở đây cả. Nên là mình toàn chỉ phép mình toàn đi một vòng khu này để gửi đến quý bà con của bác nhé. Mến thưa bà con, trước mặt chúng ta là cái khách sạn Mường Thanh của Hạ Long. Đây, khách sạn Mường Thanh thì khá là lớn, quý bà con của bác biết rồi. Đây, khu này là khu săn guốt. Quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy đây là khu săn guốt buổi tối, đèn điện rất là đẹp.
xin phép chụp lại cái hình ảnh này một chút nhé. Đây thì cũng thu hút rất là nhiều các bạn trẻ về đây để lưu giữ lại một số kỷ niệm mà khi mà về hát Long Bay quý bà con ạ. À, như trước mặt quý bà con của bác, một số cái bạn trẻ. Khu phố này thì khá là sầm uất quý bà con các bác ạ. Khá là sầm uất luôn. Bán các cái mặt hàng nông sản này, các mặt hàng gọi là đồ lưu niệm đấy ạ. Và ăn uống. Đấy, khu này là như thế quý bà con các bác ạ. Này khá là khang trang, rất là đẹp. Có cả DJ chơi nhạc luôn quý bà con ạ. Đấy, quý bà con của bác thấy được cái sự sầm uất của Hạ Long về đêm, mặc dù vào mùa này cũng phải là mùa du lịch đâu quý bà con của bác ạ. Ai xinh đẹp thế nhỉ? Cà phê ăn uống. Phố này thì là cũng là phố ẩm thực rồi.
trong này thì ít khách hơn quý bà con ạ, nhưng mà vào mùa hè thì trong này lại đông hơn, ở sầm uất hơn ở ngoài đường. Trong này chủ yếu khách Tây ngồi, người ta muốn yên tĩnh hay sao, có các du khách Tây ngồi uống nước.